Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục cho băng tầng SPTN trong lúc chờ đợi phần quảng cáo. Anh em chúng tôi có nói về cái chuyện mà để mà dọn một cái đống đổ nát như thế. Xin anh Thân cho xem lại cái hình ảnh mà đổ cái đống đổ nát đó. Thì thưa quý vị, không khó đem xe cần cẩu xúc chừng một ngày, hai ba ngày là mọi chuyện nó xong. Mà quý vị cứ tưởng tượng trong đây chúng ta không biết chỗ nào là cái xác của người chết. Và cũng có một số hình ảnh như ngày hôm qua chúng tôi cũng đưa cho quý vị, các nhân viên mà cứu cấp họ cầm từng xô, từng cái xô nhỏ xíu thưa quý vị, cứ hốt từng miếng một. Là vì sao thưa quý vị? Nếu mà lỡ đưa cái đầu xúc vào mà lại vướng vào một cái xác nào đó nằm trong cái bây giờ giống như một cái nấm mồ đi không? Nhìn nó giống như một cái nấm mồ khổng lồ, trúng một cái xác nào đó mà tự nhiên nó làm rút đi một cái phần thân thể nào đó của cái xác người đó nào đó, thì thưa quý vị, phải nói cái chuyện này là vô cùng không thể nào xảy cho phép nó xảy ra được. Thì đó là những gì mà chúng ta thấy là cái chuyện khó khăn cho cái khu vực này. Và không biết liệu rằng mà khi mà cho dịch sập luôn cái tòa nhà này thì cái kết cấu của cái tàu building vừa mới xây nằm kế bên và những building bên cạnh nó còn an toàn hay không? Yeah. Hay là khu này người ta phải làm một cái chuyện gì đó thay đổi là hoàn toàn luôn? Thế nếu trước mắt có thể người ta sẽ làm cái đài tưởng niệm ở đây, đó điều chắc chắn. Nhưng mà phải nói là những người làm công việc rồi, tôi phải gọi họ là những anh hùng này. Yeah. Phải nói là rất khó. Họ làm việc, họ ngoài cái can đảm của họ và làm việc của họ phải có một cái gì đó tâm linh nó phải ghê gớm lắm họ mới làm được, chứ không là khó làm, chịu không nổi đâu. Tôi nói thiệt, anh không chuẩn bị tâm lý anh không thể làm được công việc này. Thì đó là, vâng, anh muốn nói gì thêm? Thì chuyện này cũng phải nói rằng là không có nhiều người chuẩn bị sẵn được cái tâm lý này thôi. Cho nên cũng khó. Có. Thì một cái chuyện khác luôn, ngày hôm qua chúng ta cũng biết là Tổng thống Joe Biden xuống đây có gặp thân nhân của những người mất tích. Và trong cái cuộc mà gặp gỡ này kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ, thì có một người quay cái đoạn clip mà khi ông đến gặp các thân nhân ở đây thì có thâu. Thì trong cái đoạn clip này mời quý vị theo dõi trên màn ảnh. Thì thưa quý vị, thì cái người mà đang nói chuyện đó là cái vị thị trưởng của cái county này đang nói chuyện và giới thiệu ông bà bằng tiếng Tây Ban Nha. Thì trong cái buổi này khi mà chúng tôi đi lướt qua thì chúng tôi thấy rằng là Tổng thống Joe Biden nói chuyện, chia sẻ và những người dân ở đây cũng nói chuyện với ông. Mà chúng tôi nghe rất nhiều người, nghe rất nhiều cái tiếng khóc khi mà trong cái cuộc nói chuyện diễn ra. Thì đây là cái những hình ảnh mà diễn ra ở tại Florida ngày hôm qua. Và trong những đoạn clip này thì chúng tôi thấy rằng là Thống đốc Ron DeSantis phải nói cũng đi rất là sát với Tổng thống Joe Biden trong cái sự kiện này. Thì thưa anh Dũng, thì cái chuyện này đây là cái nghĩa vụ của vị thống đốc, nhưng mà không biết ông sau này ông có gặp trouble với những người ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump hay không? Tôi nghĩ là không, nó không liên quan rồi. Thế là bắt buộc phải làm rồi. Vâng, thì đây đó là những hình ảnh mà diễn ra trong ngày hôm qua, thưa anh. Sáng ngày hôm nay, sau khi trở về Tòa Bạch Ốc, thì sáng ngày hôm nay Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Joe Biden sẽ chủ trì một cái lễ tuyên thệ công dân ở trong Tòa Bạch Ốc cho 21 người sắp sửa trở thành công dân mới của Hoa Kỳ, trong một cái chiến dịch là sẽ đẩy mạnh cái việc mà cho những thường trú dân trở thành công dân Hoa Kỳ, đặc biệt là trong cái dịp gọi là lễ độc lập của Mỹ. Thưa quý vị, nếu quý vị ở Mỹ lâu, quý vị thấy rằng đây nó là một cái truyền thống của nước Mỹ. Thường thường á, tôi không có được vào cái ngày này, người nào mà được tuyên thệ vào cái đợt mà July 4th là vinh dự lắm nha. Nó có cái đặc biệt là người ta cho thêm những cái quà đó, kỷ niệm ngày lễ độc lập của Mỹ. Thì trong năm nay, kể từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, thì có tổng cộng là khoảng 9.400 người sẽ được tuyên thệ trở thành công dân và qua 170 cái buổi lễ khắp Hoa Kỳ, từ trong Tòa Bạch Ốc cho đến những nơi khác ở trên các chiến hạm vân vân. Tôi được biết ở tại California thì sẽ có hai nơi, một nơi là ở hải cảng ở tại San Pedro và một cái chiến hạm đó ở San Pedro ở Los Angeles nè. Một cái nữa là ở chiến hạm ở hàng không mẫu hạm USS Midway ở San Diego.
người nào đó mà trên thể nó có cái đặc biệt, nếu mà là người Việt Nam, bởi cái USS Midway là quý vị nhớ là trong cái Operation Win năm 1975 là trên cái chiến hạm nó không có chở khoảng 3.000 người Việt Nam di tản, anh nhớ cái vụ đó không? Yeah. À, trên đó có hai người, hai nhân vật cao cấp rất nổi tiếng, đó là ông Nguyễn Cao Kỳ và ông tướng Ngô Quang Trưởng. À, tướng Ngô Quang Trưởng tôi có thấy cái hình đứng ở trên cái hàng không mẫu hạm mà US Midway, và hồi đó có cả ông cựu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, lúc đó thành cựu rồi đó. Thì cái buổi lễ ngày hôm nay ở trong tòa Bạch Ốc thì cũng có cả ông Alan Komajokas, bộ trưởng Nội An tham dự nữa. Thì đó là cái chương trình mà tuyên thệ công dân của một số 9.700 người trong cái đợt này, thành lòng. Vâng, đó là chuyện tuyên thệ quốc tịch. Và sang qua một câu chuyện khác, thưa quý khán thính giả, một câu chuyện là chính trị rất là ồn ào. Và trong câu chuyện chính trị rất là ồn ào này lại có sự tham dự của một người gốc Việt. Và người gốc Việt này là một vị dân biểu liên bang, và vị dân biểu liên bang duy nhất người Việt tại Hoa Kỳ. Thì thưa anh Đỗ Dũng, sự kiện này là sự kiện gì? Thưa quý vị cũng biết là ngày hôm thứ Tư thì Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua cái nghị quyết thành lập cái ủy ban điều tra vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng Giêng. Ngày hôm qua bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện, đã coi như là bổ nhiệm 8 người theo cái phiếu của bà. 8 người. Và trong đó thì có nữ dân biểu Stephanie Murphy, quý vị thấy trên màn hình đó là người ở phía trên mà thứ ba từ bên trái qua. Đó, bà này đại diện địa hạt số 7 của tiểu bang Florida. Rồi cái chủ tịch ủy ban đó sẽ là dân biểu Bernie Thompson, là cái ông mà bên phải ở dưới thứ nhì. Và đặc biệt quý vị thấy ở bên phải đầu tiên đó, ở bên phải đó, hàng dưới đó, là có bà dân biểu Liz Cheney của đảng Cộng hòa tiểu bang Wyoming. Và trong cái lời giới thiệu, bà Nancy Pelosi nói gì, xin mời kỹ thuật cho coi cái màn hình laptop của tôi một chút xíu để chúng ta biết. When it passed the legislation to establish a select committee to investigate the January 6th attack on the Capitol. It's been our hope, all of us, our hope, and our, the work of our distinguished chairman, Mr. Benny Thompson, for us to have been able to have a bipartisan commission. It passed in the House in a bipartisan way. It got a majority vote in the Senate in a bipartisan way, but it did not get the 60 votes. They asked for another week, another week, another week, another week, and at the end of last week said, we can't do this until 2023. So we can't wait that long. Then we went right into motion to establish the select committee. As you can see, I am very proud to be able to announce the members of that committee this morning. Our chairman will be Benny. Quý vị thấy đó, cái người mà đứng bên tay phải, người thứ ba từ bên phải đứng qua đó là bà nữ dân biểu Stephanie Murphy, người Việt Nam. Tên Việt Nam là Đặng Thị Ngọc Dung. À, đây là người Việt Nam duy nhất hiện nay trong Quốc hội Hoa Kỳ, cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Và bà đã được bà Nancy Pelosi chọn. Và trên màn hình quý vị thấy cái ông mà da đen đeo kiếng bìa ngoài đó là ông Bernie Thompson. Ông này cũng là một trong hai dân biểu liên bang nộp đơn kiện cựu Tổng thống Donald Trump cái vụ mà tấn công 6 tháng Giêng. Thì trong đây không có bà Liz Cheney, là nhưng mà bà Nancy Pelosi cho biết là bà Liz Cheney cũng đã nhận lời rồi. Và như vậy là 8 người, bây giờ còn lại là 5 người. Thì thưa quý vị, là ông Kevin McCarthy, dân biểu California, là trưởng khối thiểu số của Đảng Cộng Hòa, sẽ bổ nhiệm, và với cái sự cố vấn của bà Nancy Pelosi. Ở trong đây chúng ta thấy đó là có, anh Long biết là California có tới 3 người. 3 người, yes. 3 người. Và Adam, đặc biệt đó là có yếu tố, quý vị nhìn là ông Adam Schiff, cái người mà bên trái ở hàng dưới ngoài bìa đó. Ông này đó thì lại là một đối thủ đáng gờm của ông Donald Trump. Quý vị nhớ ông này có nhiều chuyện. Ông này đó cũng là một công tố viên trong cả hai vụ nha, luận tội ông Trump, vụ Ukraine 2019 và vụ tấn công Quốc hội 2021. Ông Adam Schiff là người duy nhất
trong số 8 người này là có mặt cả hai cái vụ đó. Và ông lại là chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện. Và ông lại là cái người mà theo như tiết lộ là Bộ Tư pháp đã cho người là lấy hồ sơ của ông từ công ty Apple. Ban đầu lấy là của nhân viên của ông, mà trong đó có cả của ông luôn, và ông dân biểu Eric Swalwell luôn, cả ông đó cũng tiểu bang California luôn. Thành ra ông Adam Schiff này là ân oán giang hồ ghê lắm, lại nằm trong cái vụ này. Rồi nó có một người nữa đặc biệt nữa là bà Joe Lofgren. Xin mời các thầy coi lại cái hình đó. Đó. Bà mà kế bên ông Adam Schiff, bà này anh Long biết là ai, đặc biệt gì anh Long biết. Bà ở tiểu bang California. Chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng bà này lại là đại diện cái địa hạt ở San Jose, nơi có nhiều cử tri Việt Nam nhất ở Bắc California. Đó. Mà anh biết cử tri Việt Nam Bắc California là cấp tiến hơn là Nam California, anh có biết không? Yes. Đó, đó. Thành ra ít nhiều nó có một phần nào đó trong đó, không? Cái ảnh hưởng trong đó. Rồi quý vị thấy có ông Jamie Raskin ở trên đó, bên tay trái mà người thứ nhì đó. Ông này cũng là một công tố viên trong cái vụ mà 6 tháng giêng luôn, mà truy tố mà luận tội ông Donald Trump. Đó. Đó là cái là đương nhiên một đối thủ truyền kiếp nữa cùng đảng, đó là bà Liz Cheney. Thì cái này nó sẽ có nhiều cái, và còn cái ông Bernie Thompson thì tôi nói quý vị rồi, ông này là nộp đơn kiện ông Donald Trump. Còn cái bà mà bên trái trên cùng, bà Luria đó, bên trái trên cùng đó, là anh biết bà này là từng là một gọi là đại tá hải quân nha, chỉ huy trưởng, chỉ huy một cái tàu nha. Wow. Là. Thứ dữ không đó. Wow. Lát chúng tôi sẽ nói sơ qua về những nhân vật này như thế nào sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN.